Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo siết chặt tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam. Nội dung này nêu tại công điện 14 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước gửi ngành thuế, hải quan. Tại công điện 14 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước yêu cầu ngành thuế, Hải quan tăng quản lý để siết buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép. Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan hải quan các cấp chủ động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, điều tra, tổ chức đấu tranh kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên bộ, trên biển và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Trong đó tập trung đấu tranh đối với các chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, ngoại tệ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới tổng cục thuế chỉ đạo các cục thuế chủ động tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp cửa hàng địa điểm kinh doanh vàng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quản lý thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về thuế hóa đơn chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tài chính đã giao tại công văn số 4579 BTC VP ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024 về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa nhằm góp phần quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để có ý kiến chỉ đạo. Trong ngày 14 tháng 5, lãnh đạo chính phủ đã có buổi họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng. Đại diện các đơn vị thống nhất, vàng miếng là loại sản phẩm đặc biệt, vừa có tính chất hàng hóa, vừa có tính chất tiền tệ. Nhu cầu mua bán, trao đổi vàng miếng của người dân là chính đáng. Đáng chú ý, tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Chậm nhất cuối tuần này, Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Các giải pháp cũng đã được đề xuất để tăng cung vàng miếng, hạ nhiệt thị trường. Trong đó có vấn đề giá trào sàn phù hợp để tổ chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hai hoa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Về căn cơ lâu dài, cần phải sửa đổi Nghị định 24-2012-NDCP theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SGC, chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng 4 số 9. Còn vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường. Từ đầu năm, chính phủ có nhiều chỉ đạo tăng cường quản lý thị trường vàng nhưng giá mặt hàng này liên tục tăng, chênh lệch cao so với thế giới. Tình trạng buôn lậu vàng cũng diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của Ủy ban kinh tế của Quốc hội tại báo cáo thẩm tra kinh tế xã hội 2023 đầu năm 2024, thậm chí có ý kiến cho rằng đã hình thành thị trường ngầm về giao dịch vàng ngoại tệ từ lâu với quy mô lớn, phức tạp và khó kiểm soát thị trường ngầm giao dịch này không có sự kiểm soát thống kê của nhà nước